Namaste, chào mừng các bạn đã đến với thử thách yoga buổi sáng cùng Hằng Nga. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập tái tạo tế bào và trẻ hóa cơ thể. Nào, hãy sẵn sàng để chúng ta trở về trên thảm vào bài tập bạn nhé. Nào, mình bắt đầu trong tư thế ngồi luyện thở. Khoanh chân, chân phải ở trên, cuộn vai ra sau, thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, thuận chim pura, ngón trỏ chạm nhẹ ngón cái, thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhắm mắt lại. Tập trung vào hơi thở, hít thật sâu, thở ra thật chậm, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm. Rồi mình mắt cũng nhắm, ta trở về hơi thở bình thường. Hai tay ta xoa vào nhau thật mạnh, lòng ấm lòng bàn tay. Rồi mình đưa lên, áp vào mắt cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay. Đưa ra xa, mở mắt nhìn vào lòng bàn tay. Rồi chúng ta chắp tay lại trước ngực. Namaste. Ta bắt đầu với phần khởi động. Hít vào vươn hai tay lên, vươn dài lên, kéo dài cuộc sống, mắt nhìn theo tay. Thở ra hạ tay, mắt nhìn xuống. Hít vào vươn tay lên, mắt nhìn theo tay, vươn dài lưng ra, túm giật cái cuộc sống dài ra. Thở ra hạ tay, mắt nhìn xuống. Một lần cuối, hít vào vươn tay lên, đan ngón tay vào nhau, lật ngửa lòng bàn tay. Vươn ra sau đầu, rồi mắt mình nhìn theo tay. Chúng ta giữ đây nhé. Nào, 6, 5, 4, 3, 2, ra tốt và 1. Hít vào, buông tay, hạ xuống, thở ra, nghiêng sườn tay trái chống ngang hông trái, vươn tay phải đến áp sát mang tay, thở ra nghiêng qua bên trái. Rồi mà hướng vào bắp tay, mắt chúng ta nhìn lên trần, rồi nhấn mông của mình xuống thẳng và bạn tập tốt hơn ta có thể. Hạ cái khuỷu tay trái của mình xuống nhé. Giữ ở đây nào, để căng cánh tay phải nào. Hít thật sâu, thở ra thật chậm. Rồi hơi đưa cái vai trái của bạn về phía trước nhé. Đúng rồi, thật tốt. Hít vào, mình nâng lên, trở về giữa. Rồi thở ra ta đổi bên. Chống tay phải xuống ngang hông phải, vươn tay trái lên áp sát vào mang tay. Rồi thở ra mình nghiêng sâu hơn mà hướng vào bắp tay, mắt nhìn lên trán. Đúng rồi, nào nhấn cái mông của bạn xuống thẳng. Rồi nếu chúng ta tập tốt hơn, bạn có thể hạ cái chỏ tay của mình xuống, hơi đưa cái vai phải về phía trước. Hít thật sâu, mắt nhìn lên trần mà hướng vào bắp tay, rất tốt. Rồi hít vào, ta trở về giữa. Thở ra buông tay bằng mình nào. Tay phải đặt phía ngoài của đùi trái, hít nâng ngực đẩy ngực, rồi thở ra qua bên trái. Rồi mắt nhìn sang ngang, sượt qua vai trái, ta tiếp tục giữ ở đây nhé. Đúng rồi, 6, thẳng lưng thêm nào. 5 4 3 2, lát tốt và 1. Hít vào, trở về giữa. Thở ra mình đổ bên, đặt tay trái ra phía ngoài của đùi phải, đẩy ngực thẳng lưng. Hít sâu, thở ra bạn qua bên phải, mắt nhìn sang ngang, sượt qua vai phải, ta tiếp tục giữ đây nào. 6, đẩy ngực lên và thẳng lưng nhé. 5, đúng rồi, 4, 3, 2, 3, 1. Hít vào, buông tay trở về giữa. Thở ra, đưa hai tay mình đặt lên gối nhé, xoay cái hông của mình nhẹ nhàng tư phải qua trái. Hít sâu, thở ra thật chậm. Đúng rồi, nhớ là mình thẳng cái lưng của mình lên nhá. Và bây giờ chúng ta đảo chiều ngược lại nào. Đảo ngược lại, đúng rồi. Niêm khớp hông mềm khớp háng. Rồi, hít vào trở về giữa. Thở ra, vươn hai tay lên, vươn dài lưng và kéo cuộc sống dài ra. Rồi check về phía bên phải, bên có chân ở trên đây, vươn tay phải,
vươn thẳng lưng ra, rồi đẩy ngược lên, rồi mình gập người xuống, chán chạm thảm nếu có thể. Nhấn mông của bạn xuống thảm nha. Ta giữ ở đây nào. 6 5 4 3 2, bắt tốc và 1. Hít vào nâng người lên, rồi thở ra. Bạn buông tay xuống và đã đảo chân trái ở trên, chân phải ở dưới nhé. Rồi vươn hai tay lên, vươn dài lưng kéo dài cuộc sống, chếch về phía bên chân trái, đẩy ngực thẳng lưng nào. Rồi bây giờ mình gập người xuống theo khả năng. Nhớ là nhá, nhấn cái mông của chúng ta xuống thẳng. Đúng rồi, nhấn mông xuống thẳng, vươn dài người về phía trước, đẩy ngực thẳng, thẳng lưng của lên, chán chạm thẳng nếu có thể là tiếp tục giữ ở đây. 6 5, rất tốt. 4 3 2, đúng rồi, 1. Hít vào, vươn tay, nâng người lên, rồi thở ra mình, buông tay, hạ xuống. Bây giờ hai tay chúng ta chống về đầu thảm, chống về đầu thảm, cánh tay và đùi chống cùng góc với thảm. Hai tay chống mở rộng bằng vai, đầu gối mở rộng bằng hông, hít sâu võng ngực, nhấc thảm vai. Rồi chúng ta giữ ở đây nhé. Rồi gần cái ngực mình ra phía trước, nhấc cao cái vai của mình lên. Tốt, và ta giữ. 6, đẩy ngực ra trước nha. 5, đặt tốt. 4, 3, 2, đúng rồi, và 1 rồi. Thở ra hết cuộn, vô lưng lại, mắt nhìn xuống, rốn mình giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5, rất tốt, và 6, hít vào buông lỏng. Thở ra đẩy hông lên cao, vươn dài lưng kéo dài cuộc sống nữa nào. Rồi người mới mình hãy ưu tiên cho lưng thẳng nhé. Chúng ta sẽ hơi chồm hai gối lại. Nếu bạn tập tốt hơn, ta có thể hạ gót chân xuống và làm cho một chỗ mặt. Hít thật sâu, mình thở rất là chậm. Rồi hít vào, đá chân phải lên trời, chó ba chân. Rồi thở ra, bạn bước sát gần về cổ tay phải. Rồi hạ gối chân sau, duỗi mũi bàn chân, để hông. Rồi nếu bạn là người mới, chúng ta hãy nhớ nhé, mình sử dụng hai cái viên gạch hỗ trợ, chống hai tay của bạn lên viên gạch. Hít cuộn vai ra sau, đẩy ngực ra trước. Đúng rồi, chống hai tay lên hai viên gạch, ấn ngực của mình ra nhé. Duỗi dài cái mũi bàn chân phải phía sau xuống cũng mũi bàn chân. Đó, nếu bạn tập tốt hơn có thể hạ thấp viên gạch xuống thấp hơn. Rồi sau này nếu chúng ta tập tốt hơn nữa thì mình có thể buông gạch và đặt hai tay lên đầu gối nhá. Đó, ấn ngực ra phía trước. Đúng rồi, đẩy ngược ra trước. Hãy nhớ nhé, cẳng chân phải phía trước của chúng ta buông góc với thảm, bạn sẽ chỉnh lại nếu như nó chưa vuông. Ấn ngực ra và bạn giữ ở đây. Sau này chúng ta tập tốt hơn nữa thì tay của bạn sẽ chạm xuống thảm nhé. Và ta giữ nào. Ấn ngược ra. 6, 5, rất tốt. 4, 3, 2, đúng rồi, 3, 1, hít vào, chống hai tay xuống thẳng. Rồi thở ra nào, mình bước lùi chân phải về sau, trở về chỗ mặt, vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống ra. Đúng rồi, nhấn hai vai xuống thẳng. Hít thật sâu, mình thở ra thật chậm. Rồi ta chuẩn bị đầu bên, chó ba chân. Hít vào, chân trái lên trời, đá chân trái lên. Đúng rồi, thở ra, đưa sát về, bước về đầu thảm, bước sát đầu thảm, hạ xuống gần bàn tay trái, duỗi mũi chân phải phía sau, úp hông đùi xuống. Rồi hai tay của mình, hãy nhớ là người mới mình chống tay lên bên gạch nhé. Chống tay lên bên gạch, chỉnh lại cẳng chân trái vuông góc, bụng vai ra sau, đẩy ngược ra phía trước. Rồi hạ thấp xuyên gạch xuống nếu bạn tập tốt hơn. Tốt hơn thì nữa chúng ta đặt tay lên đùi. Đó, sau này chúng ta tập lâu nữa rồi
Nên rồi thì bạn sẽ chạm được hai tay mình, chúng ta ấn được ra phía trước. Rồi chúng ta dựng đây nào. Đó, tốt 6 5 và tốt 4 3 2 và tốt 3 1. Hãy tập để cho tâm mềm, khớp hông mềm, khớp hàm, cho mình một đôi chân long thon dài và linh hoạt nào. Chống hai tay xuống thẳng, bước lùi chân trái về sau, trở về chó úp mặt, lưng dài, lưng kéo dài, cuộc sống hơn nào. Tư thế này sẽ giúp chúng ta lưu thông máu đến não nhiều hơn, giúp chúng mình đốt thêm mỡ bụng, tăng cường tiêu hóa. Hít thật sâu, thở chậm. Rồi từ đây bạn để nheo người về trước, tấm ván siết bụng lại, siết bụng dưới, hai tay chống bằng vai, hai bàn chân kiễng lên vuông góc với thảm, siết bụng lại, không để chúng ta võng lưng xuống nhé. Nào, vai bông gót chân trên một đường thẳng và bạn giữ đây nào. 6, phải cảm thấy giúp chúng ta đốt mỡ vòng eo, đốt mỡ toàn thân. 5, rất tốt. 4, 3, 2, đúng rồi, và 1. Rồi hít vào nào, hạ người xuống thẳng. Đúng rồi, úp mũi bằng chân, hai tay chống ngang ngực, khép trở tay lại, thở ra nào, uốn cong các đốt sống ngực từ dưới lên trên, ngẩng đầu nhấc cao vai, đẩy ngực ra phía trước, cho về tư thế giãn hổ mang. Vào mắt bạn nhìn thẳng phía trước, hãy nhớ là đẩy cái vai của bạn ra xa tay, mình không có rụt cổ như này nhá. Đúng rồi, đẩy vai ra xa tay, chúng ta ở đây rất tốt. 6, vẫn ngược lên 5, đúng rồi, 4, 3, 2, và tốt vào, hít vào đẩy, lùi người về sau, mông ngồi lên gót chân đứa trẻ, hai tay vươn dài ra phía trước, chán chạm thảm, hít thật sâu, mình thở ra thật chậm. Rồi tiếp tục ta trở về tư thế con thỏ nào. Rồi hai tay của bạn buông ra phía sau, nắm lấy gót chân của mình. Rồi tiếp tục này, thu gọn hai cái đùi của mình lại, hai cái đầu gối mình chạm vào nhau, nhấc đầu lên, kê sát về gần hai đầu gối. Tiếp tục hai tay bạn, nếu mình bám như thế gót chân bạn thấy căng thì bạn có thể bám lui lên phía trên cái cẳng chân của bạn nhé. Rồi mình nhấc cái đầu của mình lên, rồi chống đầu xuống thẳng. Đó, trong tư thế này, hơi cơ thể chúng ta sẽ được lưu thông tốt hơn. Đó, nếu bạn thấy căng thì bạn bám cái tay mình lui về phía đùi và bạn chống đầu ra xa hơn nhé. Đó, bạn tập tốt hơn thì bám về phía gót chân, đưa sát về phía hai đầu gối. Nào, hít thật sâu, thở chậm, điều hòa hơi thở. Và chúng ta giữ ở đây. Rồi hít vào, hạ người, nằm xuống thở ra, trở về đứa trẻ, duỗi xuôi tay, lòng bàn tay ngửa, nhắm mắt và thư giãn, hít thật sâu, mình thở rất thật tròn. Rồi bây giờ ta nâng người mình ngồi dậy, nâng người ta ngồi dậy nào. Rồi trong tư thế cánh còng nhé, tư thế cánh còng này, chân trái làm trụ, nhớ cẳng chân phải của bạn lên, đưa sang ngang hãy chỉnh nào, đầu gối chân trái cao ngang với gót chân phải, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp, hít thật sâu, nhớ nhé, cái gót chân trái phía sau của bạn sử dụng gót chân nên chúng ta sẽ đứng tốt hơn nhé. Đó, hạ tay phải xuống, đùi phải vươn tay trái lên áp sát vào mang tay, nhớ là hông mình không cụp lại, như đẩy hông ra phía trước mà hơi đưa vai phải ra phía trước nữa này, nghiêng qua bên phải, rồi má hướng vào bắp tay trái, mắt mình nghiêng lên trần, rồi chúng ta giữ ở trong tư thế nghiêng sườn. Đây là một tư thế rất là tuyệt vời giúp cho các bạn đốt mỡ vòng eo. Đó, giữ ở đây nào, kết hợp với hơi thở, hít thật sâu, thở ra thật chậm. Yeah.
Hít vào, mình trở về giữa. Thở ra, chống tay trái của bạn, chống tay trái xuống đối diện với lại đầu gối chân trái. Rồi, tiếp tục giữ vững nha, giữ vững nhá. Rồi, thế rằng bạn co chân trái phải của bạn lên, tay phải mình nắm lấy cổ chân phải, rồi đạp căng ra phía sau, ưỡn cái ngực, đẩy cái hông ra phía trước. Rồi, chúng ta giữ đây nào, đẩy ngực ra trước, mình giữ đây. Tốt, 6, ưỡn ngực ra trước, 5, đạp căng chân ra sau, 4, rất tốt, 3, 2, ứng ngoài, 1, hít vào, buông tay, chống xuống thả. Rồi thở ra đẩy người, nâng người lên, ta thu chân lại mình ở bên nhé. Rồi chân phải mình làm trụ, chân trái duỗi sang ngang hãy căng nào. Gót chân trái và đầu gối chân phải nằm trên một đường thẳng. Hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp, hít thật sâu. Thở ra hạ tay trái xuống, đùi trái vươn tay phải lên áp sát vào mang tay. Nhớ là đẩy hông của bạn ra phía trước, không cụp hông về sau nhé. Rồi nghiêng qua bên trái, mà hướng vào bắp tay, mắt tay nhìn lên trần, rồi đưa cái vai trái ra phía trước một xíu nào. Đúng rồi, giữ đây nhá. Đó, tốt rồi, mình giữ nào. Phải tập được rất là tốt cho eo sườn của chúng ta. Bạn sẽ thấy cảm giác toàn bộ phần lên sườn bên phải. Đúng rồi, tập này cũng rất tốt cho phần tiêu hóa của chúng ta. Tiếp tục mình giữ ở đây, nghiêng sâu hơn và mỗi một hơi thở ra, hít thật sâu, mình thở thật chậm. Rồi hít vào, tay trở về giữa. Rồi thở ra, bạn chống tay phải xuống đối diện đầu gối chân phải, rồi vươn cái tay trái của bạn lên về phía sau, co cẳng chân trái của chúng ta lại, rồi mình đạp căng cẳng chân ra sau, ưỡn ngực ra phía trước. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta giữ ở đây nha, đẩy ngược ra và giữ nào. Đã tốt, 6, đẩy ngược lên 5, ứng ngoài 4, 3, rất tốt nào, ứng ngược phía trước nhiều hơn, 2, rất tốt, 3, 1, và tập để giúp bạn mở ngực, mở vai, lưu thông khí huyết toàn bộ cơ thể. Rồi chống tay hạ người xuống, chống hai tay xuống thẳng, rồi hai chân mình bắt chéo nhau ở cổ chân chúng ta, ngồi về xuống thẳng, duỗi thẳng hai chân về phía trước. Rồi hãy mang theo sợi dây tập, nếu không có sợi dây tập thì chúng ta sẽ sử dụng cái khăn bông nhé. Duỗi thẳng hai chân của bạn về phía trước, duỗi nhẹ đã nào, rất tốt, duỗi nhẹ đôi chân, có cái chân trái của chúng ta lại áp vào phía trong của đùi phải, mang theo sợi dây tập hoặc cái khăn bông của mình nhé. Đó, hãy nhớ sẵn sàng các dụng cụ trong quá trình luyện tập. Hít sâu, vươn hai tay mang theo sợi dây, vươn dài lưng, kéo dài cột sống, dựng gót chân phải, thở ra vòng sợi dây và lòng bàn chân phải, để ngực mình ra phía trước thẳng lưng. Bây giờ thì mình tập theo khả năng, nhớ là thẳng chân phải và thẳng lưng của bạn, rồi ta giữ ở đây nhé. Rồi hãy đẩy ngực của bạn ra phía trước, thôi để cho cái lưng của mình nó không bị cuộn lại. Rồi mắt của bạn nhìn thẳng lên bàn chân, cái ngón chân phải của chúng ta đấy, mình đừng nhìn xuống gối nhá, nhìn xuống gối là mình bị đau lưng ấy, nó sẽ cuộn cái lưng lại là mình sẽ gù lưng lên nhá. Rồi, thật tốt, 3, 2, 1, rồi hít vào, nâng người lên, rồi thở ra buông tay. Rồi chúng ta đổi bên nhá, có chân phải là áp vào mặt trong của đùi trái, dựng gót chân trái lên, dựng gót chân trái của bạn lên, tiếp tục là hai tay mình mang theo sợi dây, vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống và cơ quan sợi dây và lòng bàn chân trái, đẩy ngược thẳng lưng lên đã. Nhớ là thẳng cả cái cơ gân quẹo chân trái, bạn sẽ cảm thấy rất là căng ở chân trái. Rồi bài tập để giúp bạn kéo giãn toàn bộ vùng cột sống này, rất tốt cho thần kinh tọa của chúng ta nữa đấy. Rồi mình sẽ tiếp tục giữ ở đây, hãy nhớ là đẩy ngược lên, thẳng cái lưng của chúng ta lên nhé. Đúng rồi đấy, nhìn đây là chúng ta tiếp tục giữ nào, mặt nhìn phía trước, đẩy ngược và thẳng lưng, 3, 2, rất tốt, và 1, hít vào, vươn lên, về giữa, thở ra,
buông tay hạ xuống. Bây giờ chúng ta duỗi thẳng cả hai chân của mình ra. Đúng rồi, vươn hai tay lên cao, mang theo sợi dây, vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống đã. Rồi quàng sợi dây vào lòng hai bàn chân, đẩy thẳng hai chân ra, thẳng lưng lên. Rồi gập xuống theo khả năng của mình nhé. Nhớ là mình không gập khi lưng bạn cuộn lại nhé. Nếu bạn cảm thấy căng thì chúng ta sẽ dừng lại, chứ mình đừng gập mà lưng mình cuộn mà gù lưng nhé. Đó là rất không giúp chúng ta nắn chỉnh lại cuộc sống, mà nó sẽ làm cuộc sống bạn cong bẹo hơn đấy. Rồi chúng ta giữ đây nhé, thẳng lưng lên, đẩy ngược lên và giữ 6, rất tốt, 5. Bạn sẽ thu cả cái họng cổ, mắt nhìn không ngón chân mình, đừng nhìn vào cái đầu gối, chúng ta sẽ bị gù lưng nha. 4, 3, thẳng lưng lên nào, rất tốt, 2, 3, 1, hít vào, nâng người lên. Rồi thở ra buông tay, hạ xuống, ẵm người. Rồi ta co chân phải lại, là phía mông của đùi bên chân trái nào, nhấc thẳng chân trái lên, bắt chéo qua phía đầu gối chân phải. Bạn nên nhớ là cái lòng bàn chân trái của chúng ta úp xuống nhé, mình không ngửa nó lên. Chống tay trái phía sau mông, hít vươn tay phải lên, áp sát mang tai, thở ra vặn người qua bên trái, hãy cài cái trỏ tay phải qua đầu gối trái, thẳng cái lưng của mình lên. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta giữ ở đây, mắt nhìn sang ngang nào. Đúng rồi, sang ngang nhá, dựa qua vai trái và chúng ta giữ nào. 6 5, thật tốt, 4. Vậy ta rất là tuyệt vời cho phần tiêu hóa của chúng ta, đó giúp mình nắn chỉnh cuộc sống. 3, đúng rồi đấy, 2, rất tốt, 3, 1, hít vào, xoay trở về giữa. Rồi thở ra, vậy rồi chúng ta đổi bên nhé. Có chân trái của bạn lại vào phía trong của mông đùi bên phải, nhấc cẳng chân phải của bạn lên, bắt chéo đặt ở phía đầu gối chân trái. Rồi tiếp tục tay phải chống sau mông, hít vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống ra lại. Rồi thở ra vặn qua phải, cài cái trỏ tay trái sang đầu gối phải, mắt nhìn sang ngang, giật qua vai phải. Nhớ là áp cái lòng bàn chân phải của chúng ta xuống nhé. Đó, đúng rồi, và giữ, đẩy ngược lên. 6, 5, rất tốt, 4, 3, 2, 3, 1. Rồi hít vào, ta trở về giữa. Rồi thở ra, duỗi thẳng hai chân về trước. Mình duỗi nhẹ rồi, chúng ta hạ khuỷu tay mình, nằm xuống hả, nằm xuống thẳng trong tư thế cây cày nằm, hai chân nặng trụm lại. Hít sâu từ từ, nâng hai chân theo phương thẳng đứng. Tiếp tục, hai tay chúng ta đỡ phía sau lưng và lật chân lại qua đầu. Bạn tập tốt hơn thì chân của bạn sẽ chạm được xuống sàn. Nào, phải giữ cho cái lưng của mình thẳng, tay của mình đỡ ra phía sau lưng. Đầu cổ của chúng ta không nghiêng sang hai bên. Đúng rồi, không nghiêng sang hai bên nha. Rồi, hít sâu, thở chậm. Tư thế rất là tuyệt vời, giúp các bạn trẻ hóa lại cơ thể của mình đấy. Từ đây nhé, rồi hít vào từ từ, co hai gối lại, rồi hạ dần từng đốt xương sống xuống sàn, và chúng ta lật chân lại qua đầu, rồi trở về tư thế cây cầu. Hai chân mình co lại, gót chân gần mông, bàn chân song song và mở rộng bằng hông. Hai tay chúng ta để gần gót chân nhé, úp lòng bàn tay của bạn xuống, rồi hít thật sâu, nâng bụng nâng hông lên cây cầu, để cao mông lên nào. Rồi để cao cái mông của bạn lên. Đúng rồi, và hai cái mũi chân của chúng ta mà nó xòe ra, bạn khép cái đùi lại nha. Rồi cằm chạm vào hõm ngực, giữ vào đây, rất tốt. Siết cơ mông vào, siết thêm cơ đùi nữa, đẩy cái mông của bạn cao lên. À, chúng ta giữ ở đây, cái tập rất là tuyệt vời, chúng ta trị liệu phần cột sống và mình đốt mỡ vòng eo cao nữa lên. Rồi hít vào, hạ xuống. Rồi thở ra, co lại hai tay đan vào nhau, ta ôm lấy gối, kéo sát cẳng chân vào người, hít thật sâu, mình thở ra thật chậm.
người hít sâu rồi đổ hai chân qua bên trái, tay trái bạn ôm lấy đùi, tay phải thì duỗi ngang hoặc thấp hơn vai, đầu xoay ngược lại, mắt nhắm lại và thư giãn. Sau hít vào ta trở về giữa, thở ra mình đổ bên, đổ qua bên phải, tay phải ôm đùi, tay trái duỗi ngang hoặc thấp hơn vai, đầu xoay ngược lại, hai tay thả lỏng thoải mái trên thảm, mắt nhắm lại và thư giãn. Rồi hít vào và trở về giữa, thở ra sát chết, hai chân duỗi rộng sát ra 2 mét thảm, hai tay giữ xuôi dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa, nằm thoải mái và thư giãn, nhắm mắt lại. Nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường, hãy từ từ thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng các cơ đang trải dài ra trên thảm, không khí xung quanh ta thật trong lành, mát mẻ. Cơ thể ta đang đón nhận tình yêu thương của vũ trụ. Tình yêu thương của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể ta. Ta cảm nhận được giai điệu và tình yêu của Baba Nam, Kheva Nam. Chú ý vào hơi thở của bạn, thở chậm và sâu từ cơ hoành. Hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang hít vào nguồn năng lượng của vũ trụ vào trong từng tế bào trong cơ thể bạn. Tập trung chú ý vào rốn, hít vào, phình căng bụng lên, thở xả, hóp chặt bụng lại. Hít vào một hơi thật sâu, thở xa, ta xẹp sát bụng lại. Hít vào, thở xa. Một cảm giác dễ chịu đang lan tỏa khắp cơ thể bạn. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón chân. 10 đầu ngón chân đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn chân. Lòng bàn chân thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới cổ chân, gót chân, hai bàn chân hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa từ bàn chân lên khớp gối, tập trung vào khớp gối, cảm nhận khớp gối thật thư giãn. Hơi ấm lan tỏa theo cơ đùi tràn lên khớp háng, tập trung vào khớp háng. Khớp háng đang ấm dần lên, khớp háng hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm lan tỏa vào vùng bụng, tập trung chú ý vào rốn. Rốn đang ấm dần lên, rốn thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa khắp vùng bụng, tràn lên ngực, tập trung chú ý vào ngực. Các cơ trên ngực ta đang hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa lên hai vai, tràn xuống sau lưng. Tập trung chú ý vào cột sống. Cột sống đang ấm dần lên. Hơi ấm từ cột sống lan tỏa khắp vùng lưng, dần vào các cơ quan nội tạng. Gan, tâm, tỳ, phế, thận. Các cơ quan nội tạng hoàn toàn thư giãn. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa tới lòng bàn tay. Lòng bàn tay thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới cổ tay, lan tỏa khắp cánh tay. Hai tay ta hoàn toàn thư giãn và ấm áp. Hơi ấm của hai tay hòa cùng hơi ấm cơ thể lan tỏa tới cằm, tới cổ,
tới mắt và tràn xuống hai bên má. Các cơ trên mặt Tà Đằng hoàn toàn thư giãn. Nét mặt Tà Thật nhẹ nhàng và thanh thản. Tâm trí Tà tràn ngập bình an và hạnh phúc. Cơ thể Tà thấp nhẹ, thật nhẹ. Bồng bềnh trôi trên sóng biển. Rồi từ từ cử động nhẹ 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, từ từ mở mắt ra. Hai tay ôm chéo hai vai trước ngực, hít sâu nâng cao thân trên hết khỏi thảm. Nghiêng, trái, phải, trái, phải, trái, phải. Thôi ta hạ người xuống. Rồi hai tay đan nhau trước bụng, hít sâu trụm hai chân lại. Giữ gót chân lên, vươn tay ra sau đầu đạp, căng gót chân ra ngoài, rồi căng hết sức có thể đạp. Rồi ta chống tay, nghiêng người sang một bên phật nằm, tay phải chống sát mang tay, tay trái giữ xuôi theo đùi trái, hai chân chồng lên nhau, duỗi thẳng, tách nhau ở cổ chân, chân trái lùi về sau, nằm thoải mái và thư giãn. Rồi và các bạn chống tay, chúng ta nâng người lên ngồi dậy. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ, tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Đừng quên chia sẻ bài tập này tới những người bạn xung quanh của mình để chúng ta cùng có một cơ thể trẻ hơn, khỏe hơn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của Hằng Nga để không bỏ lỡ các bài tập mỗi ngày và theo dõi trang fanpage Nguyễn Hằng Nga Yoga. Nếu bạn muốn rằng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình luyện tập, và Hằng Nga có những cái buổi mà chúng ta sẽ luyện tập online miễn phí ở trên Zoom, thì hãy tham gia vào cái link nhé, bấm vào cái link ở bên dưới bài và chúng ta sẽ tham gia các cái nhóm luyện tập miễn phí cùng với Hằng Nga, và chúng ta sẽ điều chỉnh sửa động tác ở trong Zoom. Và nếu như bạn muốn rằng có thể được tham gia các cái nhóm tập trả phí cùng Hằng Nga thì cũng đừng ngần ngại inbox cho Nga nhé. Hằng Nga xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Namaste. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Nguyễn Hằng Nga. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.